Ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với chuỗi series video hướng dẫn TikTok Ads của mình ngày hôm nay. Và ở trong cái video đầu tiên này thì mình sẽ trả lời cho bạn cái quảng cáo TikTok nó là cái gì. Thì quảng cáo TikTok nó là cái việc mà chúng ta sử dụng mạng xã hội TikTok để chạy quảng cáo bán hàng. Và chúng ta sử dụng cái hình thức quảng cáo kéo khách hàng từ TikTok về trang bán hàng như là Shopee, Tiki, Lazada và có thể là website bán hàng của chúng ta. Thì như bạn có thể thấy là với hơn 800 triệu người dùng ở trên TikTok toàn thế giới thì TikTok mang đến cơ hội rất lớn cho các nhà quảng cáo. Và cái ứng dụng TikTok này thì hiện tại nó thuộc top 5 mạng xã hội lớn nhất thế giới. Nhưng mà số lượng nhà quảng cáo thì nó vẫn chưa nhiều, hiện tại thì nó đang tăng lên cũng khá là nhanh. Thì cái ứng dụng TikTok này cho phép chúng ta chỉnh sửa và chia sẻ những cái video 15 giây với những cái bộ lọc cũng như là hiệu ứng cũng như là âm nhạc tích hợp. Thì giới trẻ sử dụng app TikTok này đã quen với việc các video vui nhộn. Chính vì vậy khi mà chúng ta quảng cáo trên TikTok ấy thì chúng ta nên sử dụng các cái đoạn video viral về thương hiệu hoặc là sản phẩm của chúng ta. Tuy nhiên thì không phải là doanh nghiệp hoặc là ai cũng có thể là thích hợp sử dụng cái nền tảng quảng cáo TikTok này. Thì chúng ta trước khi chúng ta chạy quảng cáo TikTok ấy thì chúng ta sẽ cần phải đặt ra câu hỏi cho mình, đó là nền tảng quảng cáo này có phù hợp với doanh nghiệp của chúng ta hay không. Nếu như mà những người tuổi trẻ là một trong những đối tượng của bạn thì quảng cáo về TikTok này nó sẽ phù hợp cũng như là nó cũng là một khoản đầu tư đáng giá cho chúng ta. Và nếu như mà phần lớn khách hàng của chúng ta thuộc cái phân khúc độ tuổi lớn hơn ấy, thì có lẽ là cái quảng cáo TikTok này sẽ không phù hợp với chúng ta. Thì mọi người có thể là cân nhắc để xem lại cũng như là chạy quảng cáo làm sao cho nó hiệu quả hơn với những cái nền tảng quảng cáo khác nhau. Đó, thì đây là một cái video mình trả lời cho các bạn về cái quảng cáo TikTok nó là cái gì. Thì hẹn mọi người ở những video tiếp theo của mình. Tạm biệt.